Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức bình luận hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu và chủ nhật của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay là thứ sáu 13 tháng 9 năm 2024. Chương trình tin tức và bình luận hôm nay sẽ có hai video và ra mắt cách nhau 15 phút. Trong video 2 của hôm nay, Việt Linh có một bài bình luận xin gửi đến quý vị thính giả. Chúng ta bắt đầu với bài bình luận mang nhan đề Fact Check: Tranh luận Harris và Trump. Kính thưa quý vị, Kamala Harris và Donald Trump đã đối đầu trực tiếp vào tối thứ ba trong cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình giữa các ứng cử viên bầu cử năm 2024. Họ đã trả lời các câu hỏi về kinh tế, nhập cư, chủng tộc, cuộc chiến Israel và ở Ukraine. Sau khi mọi chuyện lắng xuống rồi thì nhóm kiểm tra sự thật của nhiều tờ báo lớn như là CNN, ABC News, CBS News, Newsweek, HuffPost. Họ đã có nhiều cuộc thảo luận để kiểm tra sự thật những vấn đề liên quan đến cuộc tranh luận. Kamala Harris đã nói rằng các nhà kinh tế cho biết thuế bán hàng của Trump thực tế sẽ giúp các gia đình trung lưu tiết kiệm thêm khoảng 4.000 đô la mỗi năm. Vì các chính sách và ý tưởng của ông ấy về việc những người trung lưu phải trả bao nhiêu tiền để giảm thuế cho các tỷ phú. Điều này, thưa quý vị, đề cập đến các kế hoạch gia hạn đạo luật cắt giảm thuế và việc làm của Donald Trump. Trong khi phân tích của Trung tâm Chính sách Thuế từ năm 2017, cho thấy các hộ gia đình có thu nhập cao hơn sẽ nhận được mức cắt giảm thuế trung bình lớn hơn theo tỷ lệ phần trăm thu nhập sau thuế và mức cắt giảm lớn nhất theo tỷ lệ thu nhập dành cho người nộp thuế ở mức phần trăm thứ 95 và 99. Dự luật sẽ giảm thuế trung bình cho tất cả các nhóm thu nhập. Do đó, trong khi phân tích cho thấy lợi ích lớn nhất của những đợt cắt giảm này được thấy ở các hộ gia đình có thu nhập cao, thì việc cắt giảm thuế mà bà Kamala Harris đề cập ở đây là không chỉ dành riêng cho các tỷ phú. Tuyên bố của Kamala Harris về khoản chi phí 4.000 đô la cho các gia đình do thuế bán hàng của Trump dựa trên phân tích của tổ chức nghiên cứu cấp tiến cho biết kế hoạch tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ 10 đến 20% và 60% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc của Donald Trump sẽ tương đương với mức tăng thuế 3.900 đô la đối với các gia đình có thu nhập trung bình. Và các ước tính khác, chẳng hạn như ước tính từ Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, cho rằng đề xuất áp thuế 20% sẽ khiến một hộ gia đình Mỹ trung bình phải trả thêm 2.600 đô la hơn trong một năm. Phần này thì Kamala Harris nói đúng nhưng không chính xác con số. Về thuế thì Trump nói rằng họ vẫn giữ nguyên mức thuế quan. Trump cho biết sau khi ông ta rời nhiệm sở, chính quyền Biden đã duy trì mức tăng thuế đối với hàng nhập khẩu. Điều này là chính xác. Đúng, chính quyền Biden vẫn duy trì mức thuế đã áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc mà Trump đã đưa ra. Trump đã nói đúng điểm này. Trump nói rằng tôi đã áp dụng thuế quan nhưng không có lạm phát. Trong khi tỷ lệ lạm phát của Hoa Kỳ giảm xuống gần 0% trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump. Điều này không xảy ra cho đến 2 năm sau khi ông ta tuyên bố áp thuế đối với Trung Quốc. Lạm phát tăng từ mức thấp 0,1% vào tháng 5 năm 2020 lên 1,4% vào đầu nhiệm kỳ tổng thống của Biden. Phần này thì Trump nói đúng nhưng mà không chính xác. Trump nói rằng chúng ta có lạm phát mà rất ít người từng thấy trước đây, có lẽ là tệ nhất trong lịch sử quốc gia chúng ta. Chúng ta đã ở mức 21%. Trump nói rằng lạm phát đã đạt 21% trong thời gian của chính quyền Biden-Harris. Điều này không đúng thưa quý vị, đó là nói láo, không có căn. Lạm phát đã đạt đỉnh là chỉ có cao nhất là 9,1% vào tháng 6 năm 2022. Kể từ đó đã giảm xuống đến bây giờ thì còn 2,9%. Chưa bao giờ qua tới con số 10. Vậy mà Trump lấy đâu ra con số 21%? Trump đã phóng đại những con số
và nói láo. Kamala Harris nói rằng Donald Trump đã để lại cho chúng ta tình trạng thất nghiệp tồi tệ nhất kể từ cuộc đại suy thoái. Theo số liệu thống kê từ Cục Thống kê Lao động BLS cho thấy tỷ lệ thất nghiệp đạt đỉnh dưới thời Donald Trump ở mức 14,8% vào tháng 4 năm 2020, khi đại dịch bắt đầu ở mức tồi tệ nhất, một trong bốn người Mỹ thất nghiệp trong thời kỳ đại suy thoái. Tuy nhiên, tuyên bố của Kamala Harris là Trump để lại tỷ lệ thất nghiệp tồi tệ nhất. Tỷ lệ thất nghiệp là 6,4% khi Trump rời nhiệm sở vào đầu năm 2021. Vì vậy, tuyên bố này có phần gây hiểu lầm. Phần này thì Kamala Harris nói đúng nhưng mà không chính xác và dễ gây hiểu lầm. Trump đã nói rằng chúng tôi đã trao cho họ một đất nước có nền kinh tế và thị trường chứng khoán cao hơn so với trước khi đại dịch xảy ra. Điều này là đúng. Chỉ số Dow Jones, một chỉ số thị trường chứng khoán của 30 công ty lớn được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán tại Hoa Kỳ, đã phục hồi và vượt qua mức cao trước đại dịch được thiết lập dưới thời Trump. Vào thời điểm ông ta rời nhiệm sở, chỉ số này tiếp tục tăng trưởng dưới thời chính quyền Biden. Phần này thì Trump nói đúng điều này. Trump nói rằng những công việc duy nhất họ có được là những công việc phục hồi. Đây là những công việc phục hồi. Ý Trump nói là những công việc mà chính quyền Biden tạo ra là những công việc đã mất trước đó và điều này không đúng, thưa quý vị. Không tính những công việc được bổ sung từ kể từ đại dịch, thì 7,8 triệu việc làm mới đã được thêm vào nền kinh tế theo dữ liệu của BLS. Phần này thì Trump đã nói sai sự thật. Trump nói rằng tôi là tổng thống duy nhất mà Trung Quốc phải trả cho chúng ta hàng trăm tỷ đô la tiền thuế quan. Khi được hỏi về thuế quan, Trump cho biết quyết định của ông ta đã khiến Bộ Tài chính Hoa Kỳ thu hồi được hàng năm hàng trăm tỷ đô la thêm. Điều này không đúng chút nào. Chi phí thuế quan là do những nhà nhập khẩu Mỹ trả cho các công ty Trung Quốc. Trump đã nói sai sự thật điểm này. Kamala Harris thì nói rằng chính quyền Trump đã gây ra thâm hụt thương mại, một trong những mức thâm hụt cao nhất mà chúng ta từng thấy trong lịch sử nước Mỹ. Kamala Harris nói chính xác. Năm 2018, chính quyền Trump đã tạo ra sự thâm hụt thương mại lớn nhất trong lịch sử 243 năm của Hoa Kỳ. Sau 2 năm tại nhiệm thì con số này đã tăng lên mức kỷ lục là 891,2 tỷ đô la, theo bản tin từ Washington Post đưa ra. Phần này thì Kamala Harris nói đúng chính xác. Trump nói rằng họ cho phép phụ nữ phá thai vào tháng thứ 9. Tuyên bố này của Trump là láo, thưa quý vị. Không có chuyện phá thai vào tháng thứ 9. Sự dối trá này đã được những người bảo thủ chia sẻ trong nhiều năm qua. Trump nói rằng ứng cử viên phó tổng thống của bà ấy nói rằng phá thai ở tháng thứ 9 là hoàn toàn bình thường. Ông ấy cũng nói rằng hành quyết sau khi sinh đó là hành quyết, không còn phá thai nữa vì đứa trẻ đã chào đời, đó là bình thường. Nhưng mà trên thực tế là ông Tim Walz không hề nói rằng phá thai sau tháng thứ 9 là bình thường chút nào. Ông ấy không nói câu này. Trump đã dựng chuyện và nói láo. Người điều phối chương trình Lindsay Davis đã sửa sai lời Trump khi nói rằng không có tiểu bang nào ở đất nước này cho phép giết trẻ sơ sinh sau khi trẻ được sinh ra. Trump đã nói láo. Kamala Harris nói rằng hiện nay ở hơn 20 tiểu bang, lệnh cấm phá thai của Trump đã khiến bác sĩ hoặc y tá cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trở thành tội phạm. Ở một tiểu bang, lệnh cấm này áp dụng cho án tù chung thân. Lệnh cấm phá thai của Trump không có ngoại lệ ngay cả đối với tội hiếp dâm và loạn luân. Một giám sát viên của tờ New York Times đưa tin rằng có 22 tiểu bang cấm hoặc hạn chế phá thai ở giai đoạn sớm hơn so với giai đoạn được đặt ra bởi án lệ Roe kiện Wade. Nhiều tiểu bang không bao gồm ngoại lệ cho hiếp dâm và loạn luân. Không rõ bà Kamala Harris đang ám chỉ đến tiểu bang nào khi mà bà đề cập rằng luật phá thai ở đó có thể bị kết án chung thân.
Kamala Harris nói đúng nhưng không rõ ràng. Kamala Harris Kamala Harris nói rằng theo lệnh cấm phá thai của Donald Trump, những cặp vợ chồng hiếm muộn cầu nguyện và mơ ước có một gia đình đang bị từ chối phương pháp điều trị IVF. Thưa quý vị, điều này có thể ám chỉ đến phán quyết của tòa án tối cao Alabama từ tháng 2 năm 2024, trong đó họ nêu rằng phôi đông lạnh tương đương với sinh mạng của một trẻ em về mặt pháp lý. Và chính phán quyết này đã dẫn đến việc tạm dừng điều trị thụ tinh trong ống nghiệm tại tiểu bang này. Một dự luật đã được các nhà lập pháp Alabama thông qua ngay sau đó nhằm bảo vệ các bác sĩ, phòng khám và nhân viên chăm sóc sức khỏe khác cung cấp phương pháp điều trị IVF không phải đối mặt với trách nhiệm dân sự và hình sự. Bà Kamala Harris đã nói đúng điều này. Khi cuộc tranh luận chuyển sang vấn đề nhập cư, Kamala Harris đã nêu ra dự luật biên giới lưỡng đảng vì Trump bị cáo buộc là khuyến khích các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện bỏ phiếu chống lại dự luật này. Phần này của cuộc tranh luận đã đi sâu vào một số chủ đề không liên quan. Sau đây là một số nội dung đã được nêu ra cùng với các tuyên bố mà các ứng cử viên đưa ra ở những nơi khác về chủ đề này. Kamala Harris nói rằng, ông ấy đã nói về việc cối xay gió gây ung thư. Kamala Harris đã đi chệch hướng khi trả lời câu hỏi về sự chậm trễ trong cải cách nhập cư, nói về các cuộc meeting của Trump, nói rằng những người ủng hộ ông ta đã rời khỏi các cuộc vận động tranh cử của Trump và chia sẻ những tuyên bố mà bà cho là Trump đã đưa ra tại các sự kiện này. Tuyên bố về cối xay gió dựa trên một bình luận của Trump vào năm 2019 cho rằng người ta nói tiếng ồn từ cối xay gió sẽ gây ra bệnh ung thư. Không có bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố này cả. Trump đã nói láo. Trump đã nói rằng mọi người không rời khỏi các cuộc vận động của tôi. Nhưng có bằng chứng tài liệu cho thấy là đã có rất nhiều người rời khỏi các cuộc vận động tranh cử khi mà Trump đang nói trước khi chúng kết thúc. Chẳng hạn như cuộc vận động tranh cử vào tháng 5 của ông ta tại New Jersey. Điều này Trump đã nói láo. Trump nói rằng những người di dân nhập cư đã đến đây, họ đang ăn thịt mèo và chó. Họ đang ăn thịt thú cưng của những người Mỹ. Và đây chính là những gì đang xảy ra ở đất nước chúng ta. Thưa quý vị, khi mà Trump cố gắng xoay trục trở lại vấn đề nhập cư, ông ta đã lặp lại một cáo buộc vô căn cứ về những người di cư ở Springfield, Ohio. Ăn thịt thú cưng của người dân địa phương. Nhưng mà người dẫn chương trình tranh luận David Muir đã chỉ ra một cách chính xác rằng không có báo cáo nào về việc động vật bị người nhập cư làm bị thương hay là ngược đãi. Trump đã nói láo điều này. Trump đã nói rằng đã có hàng triệu người đổ vào đất nước chúng ta hàng tháng. Tôi tin là có vào khoảng 21 triệu người, không phải 15 triệu người như mọi người nói đâu. Nhưng theo thống kê từ CBP, cho thấy là đã có 8,2 triệu cuộc chạm trán ở biên giới phía Tây Nam kể từ tháng 1 năm 2021. Các cuộc chạm trán trên toàn quốc là hơn 10 triệu, nhưng không phải là con số mà Trump đưa ra. Trump đã nói không chính xác điều này. Trump nói rằng bạn có biết tội phạm ở Venezuela và tội phạm ở các quốc gia trên toàn thế giới đã giảm mạnh không? Bạn có biết tại sao không? Bởi vì họ đã đưa những tội phạm ra khỏi nhà tù và giao chúng cho bà ta để đưa vào đất nước chúng ta. Các phân tích gần đây của factcheck.org và Polity Factcheck đã chỉ ra rằng không có bằng chứng nào cho thấy Venezuela đang chuyển tội phạm sang Hoa Kỳ. Các nhà tội phạm học trao đổi với Polity Factcheck cho biết rằng tình trạng tội phạm giảm ở Venezuela là do sự kết hợp của di cư.
suy thoái kinh tế và các vụ giết người ngoài vòng pháp luật. Trump đã nói láo điều này. Kamala Harris nói rằng các bạn cần hiểu rằng đây là người đã công khai tuyên bố rằng ông ta sẽ chấm dứt hiến pháp Hoa Kỳ. Điều này dựa trên những bình luận mà Trump đã đưa ra vào tháng 12 năm 2022. Ông ta đưa ra tuyên bố vô căn cứ rằng ông ta đã thua cuộc bầu cử năm 2020 do gian lận bầu cử tràn lan. Kamala Harris đã nói đúng. Trump đã nói đúng như vậy. Phó Tổng thống Kamala Harris đã bị thúc ép về quan điểm của bà về các chủ đề như khai thác khí đá phiến, phi hình sự hóa người di cư không có giấy tờ và mua lại vũ khí tấn công tự động. Câu hỏi khiến bà Kamala Harris cũng đưa ra lý lịch của Trump. Và bà nói rằng hãy nói về phương pháp thủy lực phá vỡ đá vì chúng ta đang ở Pennsylvania. Tôi đã nói rất rõ điều này vào năm 2020. Tôi sẽ không cấm phương pháp thủy lực phá vỡ đá. Kamala Harris cho biết là bà đã nêu rõ quan điểm của mình về việc khai thác khí đá phiến trong cuộc tranh luận phó tổng thống năm 2020. Tuy nhiên, hầu hết các bình luận này đều nói về quan điểm của Joe Biden rằng ông ta sẽ không cấm khai thác khí đá phiến. Sau đó, phó tổng thống Mike Pence cho biết Biden và Harris đều nhiều lần cam kết xóa bỏ nhiên liệu hóa thạch và cấm khai thác khí đá phiến. Và bà Harris đã trả lời, điều đó không đúng. Kamala Harris đã nói đúng quý vị. Trump nói rằng bà ấy muốn thực hiện phẫu thuật chuyển giới cho những người nhập cư bất hợp pháp đang ở trong tù. Theo CNN đưa tin, Kamala Harris nói trước đây đã nói rằng bà ủng hộ các ca phẫu thuật chuyển đổi do người nộp thuế tài trợ cho những người nhập cư bị giam giữ và tù nhân liên bang. Như vậy, Trump đã nói sai sự thật. Các ứng cử viên được hỏi về cách họ sẽ đàm phán với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Hamas để thả con tin và chấm dứt thương vong dân sự ở Gaza. Câu hỏi dẫn đến những tuyên bố về thái độ của bà Kamala Harris đối với Israel và thái độ của Trump đối với các nhà lãnh đạo độc đoán. Trump đã nói rằng bà ấy thậm chí còn không chịu gặp Netanyahu khi ông ấy đến quốc hội để có bài phát biểu rất quan trọng. Bà ấy từ chối đến đó vì bà ấy đang tham dự một bữa tiệc của hội nữ sinh. Điều này chỉ đúng một nửa thôi quý vị. Kamala Harris không có mặt tại Washington DC khi Netanyahu dự kiến phát biểu tại phiên họp chung của quốc hội vào tháng 7 năm nay. Nhưng theo The Guardian cùng nhiều nhà báo khác, bà Harris đã tham dự một sự kiện công khai tại một hội nữ sinh đại học, chứ không phải là một bữa tiệc của hội nữ sinh như Trump đã nói, và bà cũng đã gặp Netanyahu vào cuối tuần đó. Như vậy, Trump đã nói đúng nhưng không chính xác. Cuộc tranh luận xoay quanh Ukraine bao gồm những tuyên bố của Trump về số người chết ở Ukraine và tương tác của Harris với Tổng thống Volodymyr Zelensky trước chiến tranh. Trump nói rằng hàng triệu người Ukraine đang bị giết hại, nhưng không có dữ liệu nào chứng minh rằng đã có hàng triệu người đã thiệt mạng kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào năm 2022. Giả sử chúng ta kết hợp các ước tính tổn thất ở cả hai bên, bao gồm cả tử vong và thương tích của binh lính của cả hai bên, quý vị, và cả thường dân luôn, thì trong trường hợp đó thì hỏa may mới có thể đạt đến gần con số 1 triệu những sinh mạng bị mất hoặc là bị ảnh hưởng bởi thương tích kể từ cuộc xâm lược. Như vậy, Trump đã phóng đại con số quá nhiều và nói láo. Trump nói rằng họ cử bà ấy đi đàm phán với Zelensky và Putin, và bà ấy đã làm như vậy, và chiến tranh bắt đầu 3 ngày sau đó. Điều này không đúng. Kamala Harris đã không gặp Putin. Bà chỉ gặp ông Zelensky tại hội nghị an ninh Munich vào những ngày trước cuộc xâm lược để thảo luận về tình báo Hoa Kỳ khi mà Nga tập hợp quân đội tại biên giới của Ukraine. Như vậy, Trump lại nói láo. David Muir đã cố gắng hỏi bà Kamala Harris về việc Hoa Kỳ rút quân khỏi Afghanistan, trong đó 13 quân nhân đã thiệt mạng trong cuộc tấn công ở Kabul. Kamala Harris đã nói rằng ông ta đã bỏ qua chính quyền Afghanistan. Ông ta đã đàm phán trực tiếp với một tổ chức khủng bố có tên là Taliban.
cuộc đàm phán liên quan đến việc Taliban thả 5.000 tên khủng bố vào năm 2020. Chính quyền Trump đã đàm phán một thỏa thuận trong đó 5.000 chiến binh Taliban được trả tự do để đổi lấy 1.000 tù nhân của chính phủ Afghanistan theo một phần của thỏa thuận hòa bình giữa Hoa Kỳ và Taliban. Kamala Harris đã nói đúng. Những bình luận mà Trump nói trong cuộc gặp mặt với Hiệp hội Nhà báo da đen quốc gia về di sản Jamaica và Ấn Độ của bà Kamala Harris đã được nêu ra trong cuộc tranh luận. Chủ đề này cũng nêu ra những tuyên bố lịch sử về thời gian Trump là một ông trùm bất động sản. Trump nói rằng tất cả những gì tôi có thể nói rằng bà ấy không phải là một người da đen. Nhưng mà không rõ Trump có thể đã đọc tin ở đâu để có thể nói rằng bà Kamala Harris không phải người da đen. Kamala Harris đã nói rất nhiều về nguồn gốc hỗn hợp của mình là con gái của một người cha sinh ra ở Jamaica và một người mẹ sinh ra ở Ấn Độ. Bà ấy không phải là người Mỹ gốc Phi, dù bà ấy có nước da đen. Trump đã bươn móc chuyện này chủ yếu là phân biệt chủng tộc, màu da. Trump là một tên tội phân biệt chủng tộc nhất nhì ở Mỹ, thưa quý vị. Kamala Harris nói rằng, ông ấy đã bị điều tra vì từ chối cho thuê nhà cho các gia đình da đen. Theo AP News, Bộ Tư pháp đã kiện Trump và cha của ông ta vào năm 1973 vì cáo buộc từ chối cho thuê căn hộ với những người da đen trong các tòa nhà có đông người da trắng. Và vụ việc này đã kết thúc bằng một thỏa thuận nhận tội. Và Kamala Harris đã nói đúng điều này. Và lời kết cho bài bình luận hôm nay, kính thưa quý vị, với chương trình Fact Check hôm nay, ai nói đúng hay sai hay không chính xác, tôi nói thẳng và rõ ràng không thiên vị. Tổng cộng bà Kamala Harris đã nói sai đúng một lần, không chính xác dữ kiện hay những con số 3 lần. Còn Donald Trump nói láo 33 lần, nói sai dữ kiện và những con số 4 lần. Tôi nói như vậy không biết có làm hài lòng những người cuồng Trump bất chấp hay không. Trong đó có tay Nguyễn Văn Lương từ Florida. Nếu Nguyễn Văn Lương cho rằng tôi nói không chính xác, thì hãy phản biện đi. Đưa ra những con số và dẫn chứng đi kèm. Đó là cách làm tin và nói chuyện nghiêm túc theo đúng như câu người Việt mình hay nói. Là nói có sách, mách có chứng. Đừng học theo Trump bằng cách nổ, nói láo hay tệ hơn nữa là nhai đi nhai lại những miếng dẻ rách chứa đầy những tin giả, những thuyết âm mưu và lan truyền cho những người cuồng Trump khác. Đó là hành vi bất lương, vô nhân đạo. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị thính giả khắp nơi. Xin kính chúc quý vị thính giả một cuối tuần được luôn an lành, nhiều sức khỏe và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày Chủ nhật. Xin kính chào.